vì đại dịch corona nên ngày hôm nay hai đứa cùng với đồng bọn đã quyết định là sẽ không ăn hàng quán nữa và từ bây giờ sẽ chỉ ăn cơm ở nhà. Và hôm nay thì chúng ta có món gì? Thịt ba chỉ, rang trái cạnh, trứng rán và rau. Và thực sự mà nói thì thời tiết nó càng lạnh như này thì cái việc bùng phát dịch bệnh càng nguy hiểm, nên là Quân cũng như Dennis rất là mong các Ladder Star của Quân và Dennis sẽ hạn chế ra đường. Thực sự rất là nguy hiểm đấy mọi người, bởi vì Quân thấy Quân đọc báo và cập nhật hàng ngày hàng giờ thì thấy càng ngày cái diễn biến của cái dịch cúm này nó càng ngày nó càng phức tạp lên, nên là mọi người phải thực sự rất là cẩn thận. Và đấy, mọi người biết không, chỉ vì một cái dịch cúm này thôi mà tất cả công việc của Quân cũng như của Dennis bị ì trệ hết. Tất cả các cái show mà đã nhận từ trước Tết cho đến tận bây giờ thì gần như là đều bị hủy, bởi vì bây giờ nhà nước mình cấm biểu diễn và tụ tập á. Nhưng mà thôi thì thực ra là Quân nghĩ như thế để rất là an toàn cho mọi người đó. Hãy nấu ăn đi, đừng lười, hãy nấu ăn để đảm bảo sức khỏe. Less cooking.